thật sự là bạn Duy nhà mình cứ 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 ngửi mùi thịt của mình hoài à. Ngửi hoài vậy đó. Nó ủa em sao sao đi ngủ mà em cũng sức nước hoa nữa. Ly mới nói là ủa em đâu sức nước hoa đâu. Cái Ly mới nói là ha ha, đó là bí quyết của tôi. Thật sự là Ly uống cái này Ly người của Ly tỏa ra mùi hương đó mọi người. Chị thử thì 5 ngày mà chị vẫn thấy là cái dưới vùng nách của chị nó khô ráo. Cái cơ thể mình nó thơm, không phải là kiểu làm xịt dầu thơm thì nó sẽ thơm gắt hơn. Cái dầu thơm thì nó sẽ phát tán cái mùi, nó gọi là cái mùi nó nồng hơn. Còn cái này là giống như là thơm cái kiểu mà da thịt mình thơm á. Ừ, da thịt thơm á. Đúng rồi. Ừ. Là da thịt thơm, thơm cái mùi rất là nhẹ dễ chịu. Không phải là nước hoa nhưng mà nó lại thơm theo cái kiểu là mùi cơ thể. Nó dịu dịu á, cái mùi mồ hôi nó dịu dịu á, nó không có bị gắt. Có nghĩa là khi mà mình uống vô á là trên người mình tự nó ra, nó tỏa ra một cái mùi hương rất là đặc trưng riêng của mình. Khi mà sử dụng thử rồi thì đâm ra rất là mê luôn cái mùi hương hồng, cái màu hồng ngọt ngào, rồi mê luôn cái mùi hương dễ chịu của nó nữa. Diễm nghĩ là nếu những người nào mà thích điệu thích màu hồng giống Diễm thì Diễm nghĩ sẽ cuồng nó ngay lần đầu tiên sử dụng luôn.